Cái bé có dạy rồi hả? Cái bé ơi, dạy chưa? Dạy chưa? Dạy xem nào. Ơi em bị nắng chân cho con bé nha. Sạch nha, con đừng lên lưỡi con liếm như thế, nó đau lưỡi đấy. Lấy răng cho mình sạch sẽ nha, cho thơm miệng nha. Rồi, con nằm đây mình đánh nè. Rồi, con ngồi đây tự đánh răng nha. Rồi. Giỏi quá, con Vi con mẹ giỏi quá.